này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Chắc hả? Top 10 nỗi sợ của bạn Trà. Trời ơi, cái này chơi được nhé. Đầu tiên, sợ nhẹ đó hả? Thật ra thì tôi lại không phải là một người sợ nhẹ. Đây là sợ nhẹ sẽ là top 10. Tiếp theo. Gì đây? Sợ đến trường á hả? Trời ơi, sao lại sợ đến trường nhỉ? Với tôi thì trường học là một nơi khá là tuyệt vời, nên là tôi sẽ không sợ. Nếu mà thế thì sẽ là top 9. Nếu mà nói là sợ độ cao, tôi cũng không sợ lắm. Nhưng mà nó cũng, nếu mà ở trên cao thì cũng có chút chút gì đó, nên là sẽ phải cho vào top 4 đi. Ok, nó sẽ là top 4 đó. Tiếp theo. Nghĩ trời, tại sao lại ra sợ người yêu? Ê, chính là tôi còn chưa có người yêu thì làm sao mà sợ. Đây là không thể nào mà sợ được, nên nó sẽ là top 8. Ấy chưa các bạn ơi, làm gì có nỗi sợ nào có thể khiến tôi sợ. Sợ ma hả? Nếu mà được xét nó vào tầm top 6 thì cũng là hợp lý đấy. Tại vì cái tè dầm này nó hơi 3.3 chấm. Thì ngày xưa mà hồi bé ai mà chẳng bị gì đúng không? Thật ra là nó là top 6. Là sợ bố mẹ hả? Ê, cái nỗi sợ này hơi lớn nha. Thật ra là hồi bé thì Camu cũng có sợ bố mẹ thật, tại vì sợ bị uýnh đòn ấy. Còn bây giờ thì cũng hơi nhớ, nên là nếu mà sợ bố mẹ thì cũng top 2 đi. Tại vì mình cũng sợ lắm nữa. Đây là sẽ là top 2 nha. Tiếp theo đó sẽ là sợ biến mất đó hả? Ây da, cái biến mất này cũng hơi khoai ta. Tại vì nếu mà một ngày nào đó tôi biến mất khỏi cái cuộc đời này thì sao ta? Không còn ai nhớ đến tôi, sẽ không còn ai nhớ đến cá môi là ai. Trời ơi, cũng hơi sợ đó. Nhưng mà đây là tầm top 5 cũng khá là hợp lý đó. Ok, bây giờ chỉ có top 5 thôi. Còn cái gì có thể khiến tôi sợ đây? Sợ bạn bè. Ây da. Ê, cái này cũng có sợ ông ta. Thật ra là Camu đó giờ cũng có một thời gian là Camu cũng có sợ con người thật đấy. Nên là, nhưng mà top 3 thì hơi cao. Nhưng mà nếu mà còn top đằng sau, tầm top 6, top 7 đấy ạ. Top 8, top 9 thì cũng được luôn. Nhưng mà bây giờ thì còn top 3. Sợ bạn bè đó hả? Ok, và đây chính là top 10 nỗi sợ của Camu, xếp theo thứ tự cho mọi người. Còn các bạn thì sao? Các bạn với những cái nỗi sợ này thì các bạn sốc tóc như nào? Đừng quên comment xuống bên dưới và cũng đừng quên bấm like video này cho Camu nha. Rồi, các bạn có 3 giây để bấm like này. 3, 2, 1. Ok, còn bây giờ chúng ta cùng đến với những nỗi sợ của bản thân tôi. Let's go. Ok, và chào mừng các bạn đến với nỗi sợ của chính bản thân các bạn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với nó nha các bạn, chứ không phải là chỉ nhưng mà sao nhìn sợ vậy ạ? Ê, sao nhìn cái nỗi sợ này nhìn nó đen thui, thôi đối với vậy. Ok, bây giờ chúng ta đến với nỗi sợ đầu tiên, chứng sợ quyết định hả? Sợ quyết định, ê cái này có nha. Nên là các bạn biết sao không? Tại vì Camu quá là kém trong việc đưa ra một cái quyết định nào đó, nên là Camu thường hay chơi một cái trò random. Hoặc là Camu sẽ hỏi những người ở xung quanh. Cái gì đấy, sao đen tối thế? Hello Camu, hi, chào bạn. Đi xa lại. Bạn sẽ phải chọn ai sống và... Gì trời. Tại sao tôi lại phải đưa ra lựa chọn giữa bố tôi sẽ sống hay là mẹ tôi sẽ sống? Ôi, tôi bấm nhầm rồi. Ê mọi người ơi, các bạn vừa bấm cái gì ạ? Tôi, nó trực tiếp hiện ra. Các bạn vừa bấm mất rồi. Không, đấy không phải là sự lựa chọn của tôi. Và chắc chắn là tôi sẽ không thể nào mà có cái sự lựa chọn này được. Nó là điều vô lý. Nó là điều rất là vô lý. Tôi không thể chấp nhận được cái này nha. Cái này rất là chê nha. Trời ơi. Sao lại lựa chọn giữa bố chọn bố hay mẹ sống? Tôi muốn cả hai cùng sống được không? Chứ không thể nào mà để như thế được. Không bao giờ có thể. Ê, tính ra nghe cũng rén ha. Thôi bỏ đi. Cái đấy không nghĩ. Cái đấy là cái điều gì đó. Không tính tiền ở đây. Ok. Cái này cũng hơi sợ nha. Thật ra là có một sự thật là như thế này lè. Đây. Bây giờ các bạn cứ cảm tưởng đi. Các bạn đi đến một nơi, sau đó ai cũng nhìn chằm chằm ra.
đấy? Trời ơi, mấy bạn cũng vào đây hả? Thật ra thì kiểu mình cũng kiểu, nói chung là các bạn cũng nhìn Camui khá là nhiều ở đây, là Camui cũng khá là quen với cái việc này, nên là với cái này thì Camui không sợ lắm các bạn ạ. Kiểu nếu mà nhìn chằm chằm Camui nên là Camui không sợ. Chứ còn nhưng mà nếu mà bạn nào mà tính hơi hướng nội này hoặc hơi ngại một xíu này thì sợ nha. Thì cho Camui nghĩ là các bạn cũng có phần sợ đâu, nhưng mà còn tôi thì sao? Tôi không sợ. Đó, sợ người quen rồi. Rồi tiếp theo bây giờ là cái ô cửa thứ hai này đi. Ô cửa thứ hai này nó sẽ là gì đây? Nỗi sợ gì đây? Nỗi sợ vẩy hả? Ê, sợ trường học. Có bạn nào sợ trường học không? Sợ đi học đồ đó. Tôi không sợ, chắc chắn là 5 x 2 bằng 10. Quá dễ ạ. À. Rồi câu hỏi tiếp theo cho cô. 4 x 8 là 2. Xin lỗi mọi người, tự nhiên Camui bị đơ. Bình thường Camui sẽ nhìn 8 x 4 thì ok, Camui ra ngay. Đúng không ta? Ừ, 3 2 mà. Đúng mà, có sai đâu. Kìa. 69 ạ. Vâng, 69. Quá dễ. Trời ơi, cô cho câu hỏi là khó hơn được không? Vậy chắc chắn là 72 nhìn phát ra luôn. Mình có cái câu hỏi là nó dễ dễ một xíu được không ạ? Câu hỏi này khó quá các bạn. Em không tính được. À, cái 82 là 16. 96 đúng. 96 ạ. Rồi tiếp theo. 23 x 6 63 18 thì số cuối sẽ là số 8. Ở đây không có số là số 8 cả nên chắc chắn 138. Tôi không cần tính cái phía đằng sau luôn, nhưng mà tôi vẫn chắc chắn. Well done, tất nhiên rồi. Cảm ơn. Gladys Smith là sao? À dạ vâng, tức là tôi đã trả lời đúng với cái câu hỏi này rồi, nên là tôi không sợ cái trường này. Trời ơi, có bạn nào sợ đi học không? Chứ rồi tôi không sợ nha. Với cá mũi là một không với khả mấy cái gì? Mấy cái này nó là cái gì đấy? Sao không ra bên ngoài? Thiên văn học không? Ừ, mình cũng chưa tới đến bao giờ, mình cũng thử coi. Mình muốn thử cái nỗi sợ này coi. Nỗi sợ nữa. Ê, nếu mà được ra ngoài vũ trụ sao ra? Xong rồi chúng ta sẽ nhìn về trái đất. Ui, nhìn thích thế. Ui, cám ơn vừa nói cái, cám ơn đừng nhìn về trái đất luôn nè. Oh my god, oh hi. Nói chung là chúng ta sẽ được nhìn về trái đất. Chúng ta sẽ thấy kiểu trái đất sẽ là một cái hình cầu, và nó chỉ là một hình cầu nho nhỏ bé bé. Và hiện tại có thể đi kiểu Camui đang ngồi một chỗ nào đó ở trong cái quả tinh cầu này. Ui, cảm giác nó đã. Xong rồi như kiểu là mình kiểu đứng chúa thể, mình có thể điều khiển cái thế giới này. Thôi cái đấy hơi quá, nhưng mà nói chung là thích đi chơi, thích đi chơi. Nhưng mà nếu mà ở một mình ngoài không gian thì lúc đấy mới sợ nha. Chứ còn cái này không sợ, không sợ. Dăm ba con nhện mình có phải sợ không? Tất nhiên là không. Rồi trời ơi. Em không phải thật sự luôn. Là nếu mà ngoài đời có con nhện to như thế này là sợ. Ê, nhà nó dịch chuối này. Ê, bà đây. Cho em cái dép, cho em xin cái dép. Cái dép rồi, cái dép. Rồi em có dép ở đây ạ, mọi người yên tâm nha. Con nhện này nó không thể làm gì được em nha mọi người. Các bạn yên tâm đi ạ. Muốn đập, trời ơi các bạn thấy không? Tôi muốn đập một cái một phát là nó đi rồi. Nhưng mà không, tôi không đập cường. Bạn đã đối mặt với cái nỗi sợ của bạn. Ok. Rồi tiếp theo đây đây, cái cửa này là gì đây ạ? Sợ thời gian trôi á. Thật ra là cái này thì nó hơi lớn tuổi hơn một xíu. Nếu mà thời gian trôi thì bố mẹ sẽ già đi và mình sẽ không còn sẽ có lúc nào đó mình không ở bên bố mẹ nữa. Đó là điều có mùi sợ đó mọi người. Cái gì tắt báo thức luôn ạ? Ơ khoan, có nhạc mà đúng không? Ê đúng rồi, nó phải có nhạc chứ. Tắt báo thức tôi cũng không biết tắt kiểu gì nữa. Sợ thời gian trôi, tôi nên đi đánh răng đúng không? Mình nên đi đánh răng. Đánh răng sẽ ở đây, đây. Đó, đánh răng rửa mặt. Rồi, sau đó làm sạch. Sao tối đen này? Đánh răng thôi mà sao tối đen luôn nhỉ? Lúc nãy là 8 giờ, bây giờ đi ăn sáng. Ăn sáng sẽ ở trong nhà ăn như thế này. Đây, ok, để lấy đồ ăn. Tôi chưa ăn mà sao no rồi. Ok, thì thực hiện các món ăn hoặc là làm gì đó tôi cũng chưa biết nữa. Thì bây giờ là ok, rửa rồi bây giờ đi làm đúng không? Nhưng mà tôi làm ở nhà mà. Cái ghế màu xanh này chính xác là nhà của tôi nè. Ui, tôi có xe ô tô cũng là tôi không biết luôn á. Thích nhà, đi làm thôi. Rồi sau đó thì sao ạ? Tôi nên ăn trưa lại ăn nữa hả? Lại về nhà ăn nữa hả? Không, nhưng mà thật ra thì đâu có vấn đề gì đâu ta. Cái này cũng chỉ là ăn sáng, xong rồi ăn trưa, xong rồi ăn tối, xong rồi ngồi xem tivi đây. Rồi đây em xem tivi đây. Trời ơi cái màn hình sáng. Ê cái nhìn này, màn hình này hơi sợ nha. Màn hình sáng trưng như này là hơi rén, kiểu sợ có ma đồ đó. Lời bài hát I should get some sleep. Chúng ta cần đi ngủ. Ok. Rồi đi ngủ. Thôi đi ngủ thế thôi. Cũng đơn giản mà. Nói chung là thật ra thì một ngày của Camui, thật ra Camui nghĩ là một ngày của các bạn cũng như thế này á. Thì các bạn sẽ là thức dậy này, ăn sáng này, xong rồi đi học.
học nè, xong rồi lại quay trở về nhà, xong rồi nói chung là mình thấy cái đấy bình thường, có gì mà sợ ta. Ủa, cái này có bạn nào đâu sợ cái nỗi sợ này luôn hả? Tao không nghĩ là có người sợ thật cái nỗi sợ này luôn ấy. Thời gian trôi qua sợ nghĩa trang mà có vào được không? Có cần vào mọi người ơi? Có cần vào không nhở? Nghĩa trang mẹ, đây là nghĩa trang, sao em lại biết thành con ma vậy? Hello, sao em lại biết thành con ma vậy? Người có ai đây nhở? Sao mà quay cho tao. Tao Why me? Why here? Ở đây nằm, tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi nhở? Bông hoa hồng sao 1, 2, 3, 4 có ai? Cô bà hàng mình đi mua 4 hoa này là tôi sẽ không chấp nhận nha. Thì mình mua bổng mua, mình mua tròn tròn trịa năm bông, bông còn hơn 1 bông đi. Tự nhiên mua 4 bông sao mà nghe xui xẻo như vậy? Không thích nha, mua sau ai mua mua 5 bông hoặc là 1 bông cũng được nha. Ở đây nằm là cảm ơn đi, là em đi rồi đó. Nhưng mà may quá game này không có hù mọi người ơi. Nếu mà có hù tôi biết sao có cái xe đi quay vậy? Ê, sao có bóng ánh sáng đi qua vậy? Không sao, đây không có gì hù đâu. Không có gì hù. Không xả, trời ơi, tưởng cái gì chứ. Cái này tôi không có xả, tại vì sao? Tại vì nếu mà kiểu ra, tự nhiên có con ma ra hù tôi mới sợ. Chứ còn bản thân mình thành ma rồi, lúc ấy mình còn sợ gì nữa. Tại vì mình thành ma mà, chỉ có sợ ma hù chứ làm gì có chuyện mình sợ mình làm ma. Không sợ nha. Nhưng khoan, làm gì có tiếng nào đâu ta. Ông mình có để tiếng không ta? Ow! Hóa ra nãy giờ Camu tắt tai nghe mọi người ạ. Tôi không có nghe gì hết. Trời ơi. Ủa, lại căn nhà của tôi nè. Căn nhà với màu xanh nè. Ơi chờ cái ô tô. Ê, để ngoài này có ổn không nhỉ? Có bị ướt quá. Có bị ướt ô tô không? Alo. Ê, alo, ô tô ơi. Stay there. Còn luôn ở trong nhà đúng không? Ok. Thật ra thì tôi không sợ cái nỗi sợ này lắm. Có bạn nào sợ thì sợ, còn tôi thì tôi không sợ nha. Ê, tính ra tôi là người không sợ cái gì hết luôn á. Cảm giác như kiểu mình rất là rồ vít với mọi người. Mình không có sợ luôn á. Hay sấm chớp bình thường mà. Bình thường thôi. Nhưng mà sấm chớp mà là mất điện thì sợ nha. Sấm chớp mà là mất điện thì có sợ đâu, nhưng mà kiểu là sợ kiểu gì ta, sợ mình không thấy được tất cả mọi thứ rồi, chứ còn nếu mà vẫn thấy như lại thì quá là bình thường. Ê, sao mình có trái tim sắt đá quá không ta? Thật sự đúng là từ nãy đến giờ nha, cái gì mình cũng thấy là vui vui quá à. Mình không có sợ luôn á. Alo, cho tôi ra khỏi đây luôn rồi, tôi không có sợ. Mà nếu mà sợ đồ ăn, tôi có sợ ông ta, tôi cũng không sợ đồ ăn, trừ khi nếu mà cái lượng đồ ăn đấy quá nhiều mà tôi bắt buộc phải ăn thì có sợ nha. Hơi dấy lắm, nhưng mà chỉ là hơi thôi. Ở mấy cái nỗi sợ này có ăn nhầm gì đâu, có là bình thường thôi, không có đáng sợ. Đây là sợ bão và sét, rồi tiếp theo đây là sợ gì, sợ hổ. Nếu mà ăn thịt, bị ăn thịt thì cũng sợ đó. Nếu mà bị ăn thịt thì có sợ nha. Sợ thế. Đừng đi ở đâu nhở? Mẹ ơi, cứu con! Tìm lối ra, phải tìm thật đã. Mẹ ơi! Không tìm được lối ra đâu. Trời ơi! Cái này đi sao vậy? Tôi ghét mấy cái game này lắm. Tôi ghét chơi mấy cái mê cung lắm. Sao đằng này có đường sáng nè? Ê! Cái này có đường sáng nè. Không? Lúc nãy đường sáng nó ở phía này nè. Ở đây, đây. Nếu mà bị lọt vào cái một không gian tối này, xong rồi phải tìm đường ra là có sợ nha. Ê, cá mui biết lỗi sợ của cá mui rồi là gì đó. Ok, tiếp theo. Sợ bị cướp hả? Cũng có, nhưng mà với Camui thì nếu mà bị cướp thôi thì cũng khá là bình thường, nên là không vào đâu. Tiếp theo, sợ các vật lớn. Tức là nếu mà có cái vật gì đó lớn tiến lại gần hả? Camui chưa hiểu cái nỗi sợ này, là tôi muốn vào để xem nó là cái gì nha. Oh my god. Tức là chúng ta sẽ biến thành tí hon. Ê, nếu mà thế thì chúng ta sẽ chơi tốn tiền tí hon được mọi người ơi. Ôi, là vui sướng chưa? Làm vui sướng chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Làm gì có nỗi sợ nào đâu. Ê, trong đây mà
gì ta? Cho em về, alo. Về kiểu gì nhỉ? Em biết. Bạn gì ơi, bạn chơi trốn tìm tí hon không? Ủa bạn gì đâu ấy? À đây 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 đây. Nói chung là, ủa sao bạn lên được? Không. Bạn lên bằng cách nào vậy trời? Bạn lên bằng cách nào? Lên đỉnh nữa vậy? Thôi ok, nói chung là cái này không sợ nha mọi người. Nói chung là nếu mà mình có thể thế này thì mình sẽ chơi trốn tìm tí hon nha. Trời ơi xuất sắc. Gì đây, sợ lửa hả? Ê, sợ lửa nó lên sợ nha mọi người. Tại vì không, nếu mà nấu ăn nước các thứ bình thường thì không sao. Nếu mà lửa là kiểu lửa lớn, mà lửa đến mức mà cháy nhà, đến mức gây nguy hiểm thì lúc đấy lên sợ nha. Tiếp theo, sợ chú Hề. Thật ra mình không sợ chú Hề lắm nên là cũng không vấn đề gì với mình cả. Sợ bị mắc kẹt. Ê, chính là tôi, cái nỗi sợ của tôi đi nè. Như lúc nãy là tôi sợ ở trong mê cung và tôi không thể tìm được đường ra đó. Đấy là cái nguyên nhân mà tôi sợ mắc kẹt là vì thế đó mọi người. Tất cả các ghi chú để crack map không để coi bắt bạn gì đấy. Hả? Là sao? Ủa là gì vậy? Sao? Alo? Gì đấy? Sao tiếng tình thích đấy vậy? Alo? Ui! Có ai không? Ê cái này sợ nha. Biết rồi. Tức là Camu cần phải tìm ghi chú, tìm ghi chú. Ok, searching. Ê, sợ nha má ơi, không có cái nốt nào ở đây cả. Đó. Con quái vật hả? Có số 3 ở bên phải màn hình ra. Nhà vệ sinh mà không bạn. Em đóng cửa rồi nha, À, có vào được. Ok, nhưng mà không có cái mã ghi chú nào ở đây cả. Bà đi rồi. Trong này không có gì cả. Trong này không có gì cả. Trong nhà vệ sinh cũng không có gì trời. Em có cái nốt này. Ô, 9, 3. Em thấy nhà bên kia chắc không có đâu hả? Trời ơi, bà lại quay lại nữa nè. Đừng có quay lại nữa. Luôn luôn đóng cửa nha. Cái nhà nào đi rồi? Cái nhà đây, có một cái nốt này. Ok. Get out, đi ra khỏi đây đi ạ. Ok, bây giờ chúng ta cần tìm một cái nốt nào đó ở quanh đây nếu mà có. Chị ơi, trong này có gì không ta? Lúc nãy mình không để ý luôn đó trời. À đây nè, trời ơi, tôi đã để lỡ mất một cái đó. Rồi, tới công chuyện này. Đóng cửa. Oh my god, tại sao ở đây có một cái chỗ trốn thoát nè? Ủa, mọi người, how, nhưng mà tôi chưa tìm hết gì nhớ. Vẫn còn cái gì nhớ ở đâu đó nữa. Trời ơi. Ủa, mình quay lại à? Rồi ok, Camu nghĩ là bây giờ Camu chỉ cần còn tìm một số nữa thôi. 1, 2, 3, 4, 4 và 5. Ủa, số 4 bạn là số 5 đâu? Ủa, hết phòng rồi mà. Ê mọi người ơi, tôi tìm hết các phòng rồi, đâu còn phòng nào nữa đâu. Làm sao để ra ta? Chị gái ơi, chị tìm giúp em một tờ giấy được không? Em tìm không thấy. Một tiếng sau. Hey, mọi người, tôi đã cố gắng tìm khắp rồi đó nhưng mà tôi không thấy bất kỳ một cái giấy nốt nào nữa. Tôi tìm hết cả mấy cái nhà vệ sinh, mấy cái chỗ này hết rồi, không có. Giờ sao? Giờ chỉ có thoát game thôi mọi người ơi. Em sợ ơi, em sợ mắc kẹt thật nha. Ê, không phải, nhưng mà các môi nóng. Ê, vẫn đang bật điều hòa nha, nhưng mà các môi nóng đến mức các môi đổ mồ hôi các thứ luôn rồi á. Ê, cái nỗi sợ này sợ thật nha. Rồi, cái này là sợ thất bại, chứng sợ cá mập. Ok.
chắc là Sam đó, sợ một mình. Thật ra mình không sợ lắm, tại vì mình có máy tính, mình có điện thoại là mình có thể tạo video cho các bạn xem, là mình không sợ, sợ đi xe đâu. Nếu mà đi xe thì các mui chỉ sợ say xe thôi, chứ không phải là sợ độ cao, tôi cũng không sợ. Có bạn nào sợ độ cao không? Có ấy là sợ bóng tối à? Có nha, trời không phải, nhưng thật sự là có đâu. Nhưng mà nếu mà bình thường, nếu mà sợ bóng tối thì khi ngủ đâu có dám tắt hết đèn đúng không? Mà tôi dám tắt, nên là từ từ để tôi thử với cái nỗi sợ này coi. Ok, phía trước trái phải. Trái, kiểm tra rèm cửa, không có gì đúng không? Trở lại, phải, kiểm tra rèm cửa, cũng không có gì đúng không? Về phía trước, kiểm tra tủ quần áo, trở lại. Ủa đâu có gì đâu ta? Trái, kiểm tra rèm cửa, ở đâu có gì đâu? Phải, kiểm tra rèm cửa, đâu có gì đâu? Phía trước cũng kiểm tra tủ quần áo luôn. Ủa đâu có gì đâu, làm nào để thoát ra lo? Thêm đi. Tủ quần áo nó không đúng lắm ta. Không bình thường. Tủ quần áo bình thường nha mọi người. Rèm cửa cũng bình thường, nhưng mà tại sao không kiểm tra rèm cửa bên trái được nhỉ? Sao lúc nào cũng kiểm tra rèm cửa bên phải à? Còn rèm cửa bên trái sao không kiểm tra lốt đây? Mình kiểm tra lốt được không? Bị khó chịu ấy. Cái tủ quần áo ở đây nó mở hai bên đi, mở một bên nhá, mình nhớ nhá. Có một con ma ở đây nữa, mở một bên thì sao? Làm sao mà biết được? Cái gì? Có chứng sợ tiêu tiền á không? Cái gì tiêu tiền mà sợ? Làm sao mà sợ? Không có sợ. Tiêu tiền là thích cái chất sợ đáy. Oh my god. Ok. Và chúng ta đang ở bệnh viện đúng không? Làm thế nào? Alo. Cứu. Bác sĩ ở đâu? Không phải, nhưng mà nếu mà nằm một chỗ, xong rồi mình cứ nghe cái tiếng pip 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 này, xong rồi cứ nghe tiếng đập, nghe sao nghe rén quá ta. Sợ ơi à. Ê, sao mắt mờ vậy? Sao mắt mờ rồi? Không! Sao mắt lại mờ? Không! Không! No! Là chúng ta vừa đai luôn đúng không? Chúng ta vừa đai đúng không? Sợ quá à? Sợ thật sự lắm, sợ bóng tối luôn, sợ. Tiêu tiền luôn, sợ. À, sợ bóng tối có sợ nha, sợ đai có nha, có sợ đai nha. Sợ rời khỏi nhà không, rời khỏi nhà tôi không sợ. Sợ bóng bay phát nổ, ê Sam. Sam rất sợ cái bóng bay phát nổ. Sam chỉ cần thấy bóng bay xong các bạn chỉ cần dí tay vào thôi là Sam sợ rén lắm luôn á. Nên là còn tiếp theo, sợ hãi đại dương. Có sợ nha, đại dương rất đáng sợ luôn. Mình không biết dưới đại dương có gì đâu. Có khi nào đó sẽ xuất hiện một con thủy quái, một con cá mập, một con gì đó rất là đáng sợ. Có nha, có sợ nha. Tiếp theo, sợ chậm. Đây rồi. Cái nỗi sợ mà Camui không nhớ đến đây rồi. Thật ra là hồi bé tôi không có sợ đâu. Nhưng mà sau khi tôi Camui bị một bạn cú bạn chó cắn. Và sau đó Camui có nghe mẹ Camui nói. Mẹ Camui bảo là lúc đấy Camui còn bị bạn chó đấy cắn lòi xương cơ. Nên là và sau cái lần đấy Camui đã phải tiêm 5 mũi dại. Và từ đó đến giờ Camui vẫn sợ chó. Thật ra là nếu mà kiểu dâu và đậu thì nếu mà bình thường các bạn bình thường không, Camui không sợ đâu. Nhưng mà nếu các bạn cần sủa lên nữa thôi, kiểu sửa giữa một xíu nữa là Camui rất sợ luôn. Ok, mở cổng. Nhưng mà trong game nó ra mình không sợ lắm. Nói chung là tất cả chỉ là trong game thôi, mình không sợ luôn. Đây, làm sao. Nhưng mà nếu mà có một bạn chó nào đối diện với Camui và bạn ý kiểu sủa thôi, cái lúc kiểu lúc đấy Camui kiểu lên. Và lần nào mà dâu hoặc là đậu mà sủa giữa với Camui, Camui còn phải xin sám hối cứu chị. Lần nào cũng thế trời ơi, tại vì tôi rất là sợ. Tôi sợ lắm. Nên là ok, tôi vừa mở khóa một cái nỗi sợ mà tôi đã lỡ quên cho mọi người. Đó chính là sợ chó. Tôi rất sợ chó. Ok, cái nỗi sợ thực sự của tôi đó. Cái nỗi sợ đó nó kiểu nó hiện hữu lắm á. Sợ ngủ, tay liệt khi ngủ không. Mình chưa bao giờ bị nên là mình không sợ nha. Sợ ước mơ. Thật ra từ đó giờ mình là người không có ước mơ nên là mình không sợ. Theo sợ không gian chật hẹp mình cũng không sợ. Cái này là Sam sợ này. Sam thì rất là sợ kiểu không gian chật hẹp mà nó kiểu nó hơi nhấp nhấp nữa là Sam cực kỳ sợ luôn. Nên là đó giờ để ủ sắp có thêm là chưa có gì mới đúng không?
Rồi ok, vậy thì chúng ta cùng vào thử cái chợ ước mơ. Tam Mui hơi tò mò về cái này thôi, nó là cái gì ta? Ok, mà chúng ta có một cái nữa. Oh my god, sao mà đáng yêu ấy ạ? À? Ê, cái này đáng yêu nha. Trời ơi, bắt thua hả? Yêu luôn nè, trời ơi. Ủa xời, wow. Hả? Cái này là cái gì ạ? Oh my god, nói chung là chúng ta sẽ từ một cái này, sau chúng ta sẽ trở thành cái kia. Ê, cái này là như kiểu là sợ giấc mơ luôn đó, chứ không phải là ước mơ. À, đây là giấc mơ. Giấc mơ chứ không phải là ước mơ. Giấc mơ nó mới kiểu kỳ lạ, kỳ bí, nó chuyển từ cái này sang cái kia như này. Oh, đúng rồi. Đây là sợ giấc mơ, nhưng mà tôi cũng không sợ giấc mơ lắm. Tại vì với Camui, giấc mơ là một cái gì đó khá là thú vị á. Nên là, mình không có sợ lắm. Mình cũng chưa gặp một cái giấc mơ nào mà nó tệ hại đến mức một kiểu suy sụp các thứ cả. Ok, cho tiếp nè, rồi đáp một giấc hả? Ok. Trời ơi, đáng yêu quá. Ê, cái này đáng yêu nha, Oh my god, chỉ qua là còn đi qua sa mạc nữa. Sao giấc mơ lại xịn quá vậy? Hey, ok, yo. Wow. Ok, ủa, vẫn còn hả? Sao giấc mơ này dài thế? Sao mơ giấc mơ dài quá vậy? Bình thường tôi chỉ thấy giấc mơ ngắn thôi, tôi đâu có thấy giấc mơ nào dài đâu. Ủa khoan, tôi ra ngoài đâu nhỉ? Ê, từ. Ê, cái này là bị kẹt trong giấc mơ chứ không phải là một giấc mơ nữa. À, đây, hết hồn. Ok, không, giấc mơ này rất là đáng yêu, rất là yên bình, nó không có gì đáng sợ hết nha. Ok, và các bạn ơi, và không biết qua những nỗi sợ vừa rồi thì các bạn đã mở khóa kỹ năng sợ gì chưa? Còn ca môi đã mở rồi, đó chính là sợ chó nha. Rồi ok, và video của các bạn đấy là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên xếp hạng những nỗi sợ của các bạn ở phía dưới comment.